hơn 1.200 vận động viên tham gia giải chạy Tri An Ultra Marathon 2024. Gần 5.000 người thi công xuyên lễ trên công trường sân bay Long Thành. Biên Hòa đồng diễn nghệ thuật diễu hành xe đạp kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam. Công an lập 4 tổ kiểm tra nồng độ cồn ở Biên Hòa. Phóng sự về thăm địa đạo giữa rừng Lòng Chảo năm xưa. Từ ngày 27 đến 29 tháng 4, khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, công ty trách nhiệm hữu hạn Bella Nota phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức giải chạy Tri An Ultra Marathon 2024 Âm Vang mùa xuân. Giải chạy Tri An Ultra Marathon 2024 thu hút hơn 1.200 vận động viên trong và ngoài tỉnh như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Vũng Tàu tham dự, trong đó có 4 vận động viên quốc tế. Các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở các nội dung 5, 10, 21 và 42 km. Đặc biệt là hạng mục thi đấu Ultra Marathon trong hai khoảng thời gian cố định là 6 giờ và 12 giờ, đi qua những cung đường nằm giữa khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai và chiến khu D lịch sử. Không chỉ tranh tài trên đường chạy, đây cũng là cơ hội để các vận động viên kết nối cùng thiên nhiên, trải nghiệm và tận hưởng bầu không khí xanh mát, trong lành. Theo Ban Quản lý Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, trong đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, dự án xây dựng sân bay Long Thành vẫn duy trì thi công xuyên lễ. Theo đó, hiện nay trên công trường thi công dự án, các nhà thầu huy động gần 5.000 cán bộ kỹ sư công nhân cùng với hàng ngàn trang thiết bị máy móc để thi công các gói thầu của dự án. Trong kỳ nghỉ lễ, các nhà thầu phối hợp với ban để bố trí tần suất thi công phù hợp. Theo dự báo, khoảng 1 tháng nữa, Đồng Nai sẽ bước vào thời điểm mùa mưa. Do đó, trong khoảng thời gian còn lại của mùa khô, các nhà thầu cũng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ. Đối với hai gói thầu quan trọng nhất của dự án là xây dựng đường cất hạ cánh và nhà ga hành khách, các nhà thầu đang tập trung thi công cấp phối đá dăm, bê tông. Với công trình nhà ga hành khách, các nhà thầu đang tập trung thi công đổ bê tông sàn 1 của công trình. Sáng 28 tháng 4 tại công viên Dương Tử Giang, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa phối hợp với Liên đoàn Thể dục Đồng Nai tổ chức chương trình đồng diễn xếp hình nghệ thuật và diễu hành xe đạp chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 và 138 năm ngày quốc tế lao động 1 tháng 5. Chương trình có sự góp mặt của hàng trăm vận động viên từ Liên đoàn Thể dục Đồng Nai. Các vận động viên đã thực hiện đồng diễn xếp hình nghệ thuật cờ Tổ quốc, hình dòng chữ 30 tháng 4. Các hoạt động trong chương trình còn là một trong những chuỗi các sự kiện của Ngày hội Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố Biên Hòa năm 2024. Đây cũng là một trong những hoạt động hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Cũng trong chương trình, 500 vận động viên xe đạp đã thực hiện diễu hành chào mừng. Từ tối 28 đến rạng sáng 29 tháng 4, Công an thành phố Biên Hòa đã đồng loạt ra quân triển khai 4 tổ công tác kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn cũng như các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông tại nội thành Biên Hòa. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện lập biên bản 69 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và gần 50 trường hợp vi phạm khác như không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe. Trước đó, lực lượng cảnh sát giao thông Đồng Nai đã khuyến cáo khi tham gia giao thông vào thời điểm trước, trong và sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ, người dân cần chấp hành nghiêm chỉnh các quy tắc quy định về an toàn giao thông đường bộ như không phóng nhanh vượt ẩu, tuân thủ quy định về tốc độ, tuyệt đối không sử dụng rượu bia và các chất kích thích khi điều khiển phương tiện. Trong dịp lễ này, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Biên Hòa sẽ ứng trực 100% quân số để tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường nội thành Biên Hòa. Địa đạo Nhân Trạch, nơi ghi dấu những năm tháng hào hùng của bộ đội ta trong kháng chiến chống Mỹ. Theo các tài liệu lịch sử, khu vực địa đạo Nhân Trạch vốn là rừng Lòng Chảo, có tính chất chiến lược nên là nơi đóng chân của căn cứ huyện ủy Nhân Trạch. Địa đạo Nhân Trạch tồn tại hơn một thập kỷ, từ 1962 đến 1975 mà quân địch không phát hiện được, trở thành nơi trú ẩn vững chắc của các cơ quan lãnh đạo cho các cán bộ chỉ huy. Tháng Tư về, những người cựu chiến binh năm nào lại gặp nhau ở di tích địa đạo Nhân Trạch. Họ về ôn lại những kỷ niệm thời oanh liệt và tưởng nhớ những đồng đội đã ngã xuống năm nào. Thì sống chiến đấu ở khu vực Lòng Chảo này là tới năm 70.
phải mưu thì như vậy là nó ủi trong cái lồng cháo mình, nó ủi coi như lạc cháo luôn, khi mình ủi lạc cháo, ủi coi như không còn một cháo ở luôn. Có số anh em thì không phải đau hồng bí mật như thế này ở, có số anh em thì đi ra ruộng thời gian khoảng một năm trời, thì lúc đó rừng nó ủi xong rồi nó mới bật trong, nó bật trầu lên, thì mình mới về mình chui vô đó mình đào hầm mình ở, bắt đầu tiếp tục chiến đấu. Có lẽ ít nổi tiếng bằng địa đạo Củ Chi, nhưng có về thăm địa đạo Nhân Trạch mới thấy sự kỳ công khó nhọc của cha ông ta trong những năm tháng gian lao đánh giặc. Về Nhân Trạch, đừng quên ghé thăm di tích địa đạo Nhân Trạch để thêm hiểu và biết ơn những hy sinh to lớn của cha ông ta đã sống, chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, cho hòa bình trên đất nước Việt Nam.